Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại làng hoa Sa Đéc đó, nhà vườn của chị Thảo có về một cái lô phô giấy rất là đẹp quý cô chú anh chị để đặt ha. Tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Đặc biệt phô này thích hợp cho quý cô chú anh chị em mình nuôi bonsai hoặc là mình ghép nha. Rồi, chào chị Thảo. Mến chào anh Thái, mến chào cô chú anh chị trên kênh Phó Phát TV ha. Hôm nay em có nhà vườn em có về một số phô giấy Mỹ để giao lưu cùng cô chú và anh chị, mong cô chú anh chị xem và ủng hộ cho em. Hàng tuần là em lên là thứ ba và thứ sáu hàng tuần, hai ngày vào lúc 4 giờ chiều. Thì mong cô chú anh chị xem và ủng hộ. Cảm ơn cô chú và anh chị đã ủng hộ em clip vừa rồi ha. Rồi không để mất thời gian, cô chú anh chị em vô mã số 1. Ôi, một rễ co lắc rất là quái quý anh chị. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 57. Vành cổ là 22. Sổ đế là 52. Rồi, mã số 1 này em xin giao lưu với giá là 600. Đặc biệt bao phí ship toàn quốc quý cô chú chị. Rồi, em lên mã số 2. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 55. Vành cổ là 31. Sổ đế là 39. Rồi, em xin giao lưu mã số 2 này giá là 300. Rồi, em xin lên phôi số 3. Đế rất là đặc đây. Rồi, em xin lên chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 52. Vành cổ là 25. Sổ đế là 50. Rồi em xin giao lưu mã số 3 này giá là 250k. Rồi em xin lên phôi số 4. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 60. Vành cổ là 31. Sổ đế là 51. Rồi em xin giao lưu mã số 4 này giá là 400. Rồi em xin lên phôi số 5. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 58. Vành cổ là 35. Sổ đế là 47. Rồi em xin giao lưu mã số 5 này giá là 350. Rồi em xin lên phôi số 6. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 52. Vành cổ là 29. Sổ đế là 46. Rồi em xin giao lưu mã số 6 này giá là 250. Rồi em xin lên phôi số 7. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 52. Vành cổ là 27. Sổ đế là 40. Rồi em xin giao lưu mã số 7 này giá là 200. Rồi em xin lên phôi số 8. Phôi rất là đặc luôn. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 67. Vành cổ là 33. Sổ đế là 53. Vành cũ là 51. Rồi em xin giao lưu mã số 8 này giá là 800. Rồi em xin lên phôi số 9. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 54.
Hoành cổ là 28. Sổ đế là 51. Rồi em xin Zalo mã số 9 thì giá là 350. Rồi em xin lên phôi số 10. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 63. Hoành cổ là 32. Sổ đế là 53. Rồi em xin Zalo mã số 10 này giá là 350. Rồi em xin lên phôi số 11. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 57. Hoành cổ là 36. Sổ đế là 51. Hoành cũ là 46. Rồi em xin Zalo mã số 11 này giá là 700. Rồi em xin lên phôi số 12. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 57. Hoành cổ là 29. Sổ đế là 46. Rồi em xin Zalo mã số 12 này giá là 300. Rồi em xin lên phôi số 13. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 54. Hoành cổ là 28. Sổ đế là 49. Rồi em xin Zalo mã số 13 này giá là 350. Rồi em xin lên phôi số 14. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 53. Hoành cổ là 24. Sổ đế là 41. Rồi em xin Zalo mã số 14 này giá là 250. Rồi em xin lên phôi số 15. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 62. Hoành cổ là 33. Sổ đế là 51. Rồi em xin Zalo mã số 15 này giá là 400. Rồi em xin lên phôi số 16. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 53. Hoành cổ là 28. Sổ đế là 41. Rồi em xin Zalo mã số 16 này giá là 400. Ủa xin lỗi, 350. Rồi em xin lên phôi số 17. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 65. Hoành cổ là 34. Sổ đế là 42. Rồi em xin Zalo mã số 17 này giá là 400. Em xin lên phôi số 18. Phôi 1 rễ rất là quái quá anh chị. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 58. Hoành cổ là 31. Hoành cũ là 44. Rồi em xin Zalo mã số 18 là giá là 1.100.000.
Rồi em xin lên phôi số 19. Rồi em xin đo cho chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 52. Hoành cổ là 26. Sổ đế là 37. Rồi em xin giao lưu mã số 19 thì giá là 150. Rồi em xin lên phôi số 20. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 61. Hoành cổ là 35. Sổ đế là 54. Hoành cũ là 58. Rồi em xin giao lưu mã số 20 này giá là 500. Rồi em xin lên phôi số 21. Một rễ nha. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 50. Hoành cũ là hoành cổ là 25. Sổ đế là 47. Rồi em xin giao lưu mã số 21 này giá là 300. Em xin lên phôi số 22. Rồi. Em xin đo chiều cao của phôi. Nhìn. Chiều cao của phôi là 60. Hoành cổ là 34. Sổ đế là 57. Rồi em xin giao lưu mã số 22 này giá là 200. Phôi này đổ được quý anh chị. Rồi em xin lên phôi số 23. Em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 55. Hoành cổ là 29. Sổ đế là 41. Rồi em xin giao lưu mã số 23 này giá là 250. Rồi em xin lên phôi số 24. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 61. Hoành cổ là 26. Sổ đế là 49. Rồi em xin giao lưu mã số 24 này giá là 200. Rồi em xin phôi số 25. Phôi rất là nặng à. Đế ôm sát à. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 61. Hoành cổ là 35. Sổ đế là 45. Hoành cũ là 47. Rồi em xin giao lưu mã số 25 này giá là 600. Rồi em xin lên phôi số 26. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 55. Hoành cổ là 25. Sổ đế là 46. Rồi em xin giao lưu mã số 26 này giá là 300. Rồi em xin lên phôi số 27. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 60. Hoành cổ là 35. Sổ đế là 44. Rồi em xin giao lưu mã số 27 này giá là 400. Rồi em xin lên phôi số 28. Rồi em xin đo chiều cao của phôi.
Chiều cao của phôi là 58. Hoành cổ là 32. Sổ đế là 47. Rồi em xin Zalo mã số 28 này, giá là 250. Rồi em xin lên phôi số 29. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 56. Hoành cổ là 29. Sổ đế là 44. Rồi em xin Zalo mã số 29 thì giá là 250. Rồi em xin lên phôi số 30. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 69. Hoành cổ là 26. Sổ đế là 44. Rồi em xin Zalo mã số 30 này, giá là 350. Rồi em xin lên phôi số 31. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 54. Hoành cổ là 36. Sổ đế là 39. Rồi em xin Zalo mã số 31 này, giá là 300. Rồi em xin lên phôi số 32. Phôi đặc. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 59. Hoành cổ là 32. Sổ đế là 51. Rồi em xin Zalo mã số 32 này, giá là 350. Rồi em xin lên phôi số 33. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 55. Hoành cổ là 28. Sổ đế là 46. Rồi em xin Zalo mã số 35 này, giá là 350. Ôi xin lỗi, 300. Rồi em xin lên phôi số 34. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 63. Hoành cổ là 31. Sổ đế là 57. Rồi em xin Zalo mã số 34 này, giá là 500. Rồi em xin lên phôi số 35. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 48. Hoành cổ là 22. Sổ đế là 46. Rồi em xin Zalo mã số 35 này, giá là 200. Rồi em xin phôi số 36. Phôi lắc rất là đẹp à. Đế gồm sát à. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 57. Hoành cổ là 32. Sổ đế là 46. Hoành cũ là 55. Rồi em xin Zalo mã số 36 này, giá là 700. Rồi em xin lên phôi số 37. Rồi em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 54. Hoành cổ là 31. Sổ đế là 46. Rồi em xin Zalo mã số 37 này, giá là 350. Rồi em xin lên phôi số 38.
Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 51. Quanh cổ là 33. Sổ đế là 44. Rồi, em xin Zalo mã số 38 này, giá là 200. Rồi, em xin lên phôi số 39. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 69. Quanh cổ là 30. Sổ đế là 40. Rồi, em xin Zalo mã số 39 thì giá là 400. Rồi, em xin lên phôi số 40. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 61. Quanh cổ là 30. Sổ đế là 49. Rồi, em xin Zalo mã số 40 này, giá là 300. Rồi, em xin phôi số 41. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 60. Quanh cổ là 36. Sổ đế là 40. Rồi, em xin Zalo mã số 41 này, giá là 300. Rồi, em xin lên phôi số 42. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 56. Quanh cổ là 31. Sổ đế là 42. Rồi, mã số 42 này em xin Zalo với giá là 250. Rồi, em xin lên phôi số 44. Rồi, mày nhỉ mã. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 46. Quanh cổ là 28. Sổ đế là 38. Rồi, em xin Zalo mã số 44 thì giá là 150. Rồi, đây em trả lại mã số 43. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 62. Quanh cổ là 26. Sổ đế là 46. Rồi, em xin Zalo mã số 43 này, giá là 250. Rồi, em xin lên phôi số 45. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 53. Quanh cổ là 35. Sổ đế là 41. Rồi, mã số 45 này em xin Zalo với giá là 400. Mã số 46. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 68. Quanh cổ là 29. Sổ đế là 51. Rồi, em xin Zalo mã số 46 này, giá là 250. Rồi, em xin lên phôi số 47. Ờ, là ông nữa, 48. Rồi, phôi số 47. Phôi rất là đặc. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 54. Quanh cổ là 27. Sổ đế là 48. Rồi, mã số 47 này em xin Zalo giá là 400.
Rồi, em xin phôi số 48. Rồi, em xin đo chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi là 59. Hoành cổ là 24. Sổ đế là 48. Rồi, mã số 48 này là em xin giao lưu với giá là 350. Mã số 48 cũng là cuối clip, mong cô chú anh chị xem và ủng hộ rồi đón xem clip tiếp theo ạ. Xin kính chào cô chú anh chị. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ha. Hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo của nhà vườn chị Thảo ha. Hôm nay mình like 48 mã. Rồi quý cô chú anh chị mình lựa chọn những phôi ý thì liên hệ trực tiếp với chị Thảo để có những cái phôi mình về mình sưu tầm ha. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe ha.